Hãng xe Đức tại Việt Nam liên tiếp tăng lực cho dòng xe gầm cao Volkswagen Teramont. Chưa đầy một tháng sau khi tung ra biến thể Teramont X5 chỗ Lai Coupe, mới đây nhà phân phối của hãng xe Đức tiếp tục tung ra thị trường phiên bản độc quyền Volkswagen Teramont Limited Edition, nhân dịp kỷ niệm cột mốc 2.000 xe Teramont lan bánh tại Việt Nam. Cụ thể vào ngày 3 tháng 4, phiên bản Volkswagen Terramont Limited Edition đã được ra mắt tại Việt Nam với giá bán 2 tỷ 138 triệu, thấp hơn giá bán của phiên bản tiêu chuẩn là 2 tỷ 499 triệu bất chấp việc được trang bị thêm nhiều tính năng cao cấp. Terramont phiên bản Limited Edition phát triển dựa trên bản Terramont 7 chỗ, do đó về kiểu dáng thiết kế, kích thước thân xe không có nhiều khác biệt. Hãng xe Đức chỉ điều chỉnh một số chi tiết, bổ sung thêm trang bị, tính năng công nghệ nhằm gia tăng trải nghiệm cũng như độ thoải mái cho người dùng. Cụ thể, về diện mạo bên ngoài xe có thêm bệ bước chỉnh điện cao cấp có đèn LED, với tên xe Teramon phát sáng, để hỗ trợ cho việc lên xuống xe và tăng tính hiện đại, sang trọng của xe. Bên cạnh đó, mâm xe kích thước 20 inch cũng được thiết kế mới phối hai tông màu đen, bạc trong khi bản tiêu chuẩn chỉ sở hữu mâm một tông màu trắng kim loại. Volkswagen Teramon Limited Edition mang lại trải nghiệm âm thanh vượt trội với hệ thống 11 loa Zin Audio, cao cấp hơn so với 6 loa trên phiên bản tiêu chuẩn nhờ vào vật liệu MSP và công nghệ DSP, mang lại âm thanh chân thực hơn. Nội thất xe còn được nâng cấp với nhiều tiện ích, như vô lăng thể thao giờ lai bọc da Nappa với phím bấm cảm ứng, khả năng sạc không dây, tính năng mở cốp rảnh tay, phim cách nhiệt 3m, và bàn làm việc cho hàng ghế thứ hai đi kèm khay để ly. Bên cạnh đó, xe giữ nguyên các trang bị có sẵn trên bản tiêu chuẩn, như ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất, 17 hộp đựng đồ, màn hình giải trí 8 in điều khiển bằng cử chỉ và bằng đồng hồ với 10 tùy chọn màu sắc. Về an toàn, Volkswagen Terramont Limited Edition được bổ sung những tính năng như giữ phanh tự động auto hold, hỗ trợ chuyển làn đường với hệ thống cảnh báo điểm mù, camera toàn cảnh area view 360 độ. Các tính năng an toàn trên phiên bản tiêu chuẩn cũng được giữ lại trên Limited Edition, bao gồm phanh đĩa thông gió 4 bánh, cân bằng điện tử, kiểm soát khoảng cách đỗ xe, chống trượt, khóa vi sai điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và xuống dốc, phanh hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí. MM